số trẻ mắc tăng động, giảm chú ý đang có xu hướng tăng. Đặc biệt nay không ít cha mẹ còn chủ quan, ngộ nhận giữa chứng tăng động và hiếu động, khiến trẻ chậm được can thiệp và để lại nhiều di chứng về sức khỏe tâm thần. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cậu bé 7 tuổi này được mẹ đưa đến bệnh viện khám vì luôn nghịch ngợm hay đánh bạn bè, không chịu ngồi một chỗ, trừ khi được xem TV, điện thoại. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nay. Lào cháu cũng thế, nghĩa là ngồi chỉ được một lúc thôi, xong lại chạy nhảy. Tức là khi mà đi học ở lớp thì các cô giáo? Các cô giáo phàn nàn là cháu không chú ý nghe giảng. Nghĩa là lúc nào tay phải cầm một cục tẩy, cấu lát nó ra, nghịch một cái gì đó, ngồi không yên. Thấy con thường xuyên chạy nhảy, nô đùa với bạn, người mẹ này vốn cho rằng con mình hiếu động. Tuy nhiên những biểu hiện này của bé ngày càng trầm trọng khi bé không chịu ngồi yên, đánh tất cả các bạn trong lớp. Và chân tay lúc nào nó cũng hoạt động ạ. Và sau đó thì gặp đồ gì trên quãng đường cháu di chuyển là cháu rất hay đá đi, hay là cháu đánh người ta, hay là cháu chạm vào đồ vật, hay cháu quăng đi ạ. Theo các bác sĩ, trẻ tăng động thường có khả năng tập trung kém nên kết quả học tập bị sa sút, hành vi và tính cách dễ bị thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Trẻ sẽ khó kiềm chế cảm xúc, dễ nổi nóng, tức giận và dùng hành động để giải quyết vấn đề như cào cấu, đánh bạn, đập vỡ đồ chơi nếu không vừa ý. Cha mẹ có thể thấy là con mình có hiếu động thôi, nhưng mà ở lớp thì trong một lớp mà khoảng 40 cháu thì có một vài cháu nó sẽ nổi bật lên cái sự khả năng tập trung con kém này, hoặc là quá nghịch này, hoạt động tự do trong lớp này, và bỏ bài hoặc là bỏ chỗ ra thì cô là thường yêu cầu con đi khám. Ngay cả lúc mà cháu bé ngồi vẽ thôi, chưa phải là ngồi viết đâu, là cháu bé nó có thể nhí ngoáy, dễ bị sao nhãng, hoặc là bố mẹ có thể sai một số công việc rất đơn giản thôi, hoặc có thể là gấp cái chăn, gấp cái màn, nhưng mà cái cháu bé nó không làm được hoàn thành cái nhiệm vụ của nó, thì bố mẹ đấy cũng là một cái dấu hiệu để bố mẹ đưa con đi khám sớm hơn. Sự phát triển trí thông minh ở trẻ phụ thuộc vào 3 yếu tố: do di truyền, do chế độ dinh dưỡng, do sự rèn luyện học tập, môi trường sống. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng một số chất dinh dưỡng nếu bị thiếu hụt cũng ảnh hưởng đến sự phát triển trí não ở trẻ em, đó là các axit béo không no chữ dài, trong đó DHA là thành phần lipid chính của não. Như chúng ta đã biết, người Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới, bởi các bà mẹ Do Thái chọn ăn hạnh nhân, uống dầu cá để giúp cho con trở nên thông thái. Xuất phát từ câu chuyện truyền cảm hứng về tộc người Do Thái, các nhà khoa học đã đi sâu vào nghiên cứu chế độ dinh dưỡng não bộ và các phương pháp giáo dục trẻ em Do Thái để ứng dụng và tạo ra bộ giải pháp đầu tiên và duy nhất trên thị trường, có tính chất toàn diện trong phát triển não bộ trẻ em như trẻ Do Thái mang tên Nobel Kid. Hạt hạnh nhân chẳng hạn, thì người ta vẫn cho rằng đây là một cái thức ăn mà siêu hoàn hảo, tức là nó rất là đầy đủ tất cả các chất. Ví dụ như là mỡ chẳng hạn. Bên cạnh đó thì phải kể đến hai cái thành phần đấy là riboflavin và carnitin. Hai cái thành phần này thì kích thích cái tế bào thần kinh mà để mà làm giảm cái việc là suy giảm nhận thức của con người. Cái thành phần thứ hai được kể đến lúc mạch. Nó có một cái nhóm vitamin B mà chúng ta biết rồi, kích thích thực phẩm của các cái tế bào não ấy, là vitamin B. Còn một cái thành phần nữa đấy là óc chó. Và thì nó có rất là giàu vitamin B9, người ta còn gọi là acid folic đấy. Đó, thì giúp cho tăng cường cái hồng cầu này. Và như vậy thì toàn là những các cái thực phẩm quý và hiếm, lại được sử dụng công nghệ mà chúng ta đang nói đây, công nghệ rất là tiên tiến, đúng không ạ? Đạt chuẩn. Và vì vậy cho nên là đưa ra một cái sản phẩm mà có hiệu quả rất tốt, không những về trí tuệ, phát triển trí tuệ của trẻ, mà là còn đảm bảo về vấn đề chiều cao cho trẻ em Việt Nam của chúng ta. Khi mà biết đến cái bộ giải pháp Nobel Kids thì Thúy cũng coi trên mạng xem là những cái phản hồi của các phụ huynh khác như thế nào. Thì mình thấy là toàn là tích cực thôi, và mọi người khen rất là nhiều bộ giải pháp Nobel Kids. Và những cái lời bình luận ở trên fanpage là cũng toàn là những cái lời rất là thú vị về sản phẩm. Thì thế mình rất là tin dùng và mua cho anh Hai Phê. Bây giờ là anh Hai Phê ha, và sau này sẽ là cu tết sẽ sử dụng bộ sản phẩm Nobel Kids này.